YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu nha. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Cái tóc của anh Cường gửi làm cho mình hả? Không cho bảo là cái thứ làm cái tóc hôm anh cho xem nữa. Cái điểm mà cái điểm mà sao mày tính mày định làm cái gì? Đâu hả? Sầu vẫn lại sầu thì cứ thẳng ép thành tao hiểu vẫn xoắn số cắt hay gì là nó xoắn như thế thì làm quỷ vãi lồn. Quỷ vãi lồn mấy năm nó làm toàn làm gì mà đổi đi làm đéo nào cũng sâu. Ôi trời ơi quỷ vãi lồn. Mẹ làm người nào thì kệ mẹ, anh chỉ bảo thế thôi. Như đây là ý kiến của anh, nhưng còn vẫn là do mẹ như đừng nghe à. Giờ đến phần tô đè nè rồi, sao lại nhanh hết việc lắm. Ừ, sao tại nè, không chủ lại quay tay. Đạo vào màn hình của mình sẽ lại bấm vào cái nút khác được.
là mình sẽ đi câu một xong, các bạn sẽ đến câu một điểm đây, tôi xin mời bạn đặt chân của khách hàng các bạn rất nhiều. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh của mình. Các bạn thấy đẹp thì cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ dẫn cho tất cả các bạn tô mổ nha. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ
tiếp tục đi câu hỏi nhé con. Câu hỏi thứ hai, như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm tô màu của mình các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp thế thì mình xin lượng like, lượng đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn các bạn.